Các bộ ngành địa phương ứng vốn trước từ nguồn nào thì phải hoàn trả về nguồn đó để phân biệt nguồn vốn đầu vào và tính toán tỷ lệ thu hồi vốn. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với các địa phương tại buổi làm việc với các bộ ngành liên quan mới đây. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Thủ tướng, trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, các bộ ngành trung ương và địa phương có số vốn ứng trước không lớn phải tự bố trí đủ vốn trong từng ngành, chương trình để thu hồi các khoản ứng trước. Bộ ngành địa phương nào có số vốn ứng trước lớn phải bố trí vốn để thanh toán khoảng 50% số vốn ứng trước. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải thực hiện các quy định trên. Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đã có 15 trên 19 bộ ngành trung ương thực hiện quy định trên để hoàn trả hết 100% số vốn ứng trước, nhưng mới có 4 trên 61 địa phương thực hiện được điều này.